Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay kênh video của Trọng Nhà Thờ là đơn vị chuyên thi công nhà thờ họ tư đường bằng gỗ, bằng bê tông là gỗ. Xin gửi đến quý vị và các bạn một cái giai đoạn tiếp theo của cái giai đoạn gây bờ, thì là đến giai đoạn bắt đầu là lợp ngói, rồi là cổ là gỗ nhà thờ họ. Chú cắt một đường chéo kìa. Nếu một đường chéo cắt chuẩn quá, đường chéo rồi này. Để rất kẹp trời đó chẳng. Ok, đã xong rồi. Xong rồi. Trong cái video này thì là nó thể hiện cái nội dung là lợp ngói và gỡ vôi. Thì mình bị chậm vào thời cũng lợp quá rất là nhiều kiểu lợp, lợp kê điện, lợp gỡ vôi. Đúng rút ra là cái phương án lợp gỡ vôi rất là hiệu quả. Để thực hiện các bạn. Đối với cái công đoạn lợp ngói thì nó cũng rất là nhạy cảm trong ngôi nhà, cũng không thể nào nói câu chuyện là lợp đẹp mà không dột, hay là lợp không dột thì nó sẽ đẹp. Thì đơn vị Trọng Nhà Thờ cũng chỉ có gửi đến quý vị và các bạn một số hình ảnh là đơn vị Trọng Nhà Thờ đang thi công làm sao là đạt cái hiệu quả cho một cái nếp nhà và một cái mái nhà là phẳng mái, đặt hàng ngang, hàng dọc. Thì một số các hình ảnh rất là kỹ, chi tiết, cận cảnh để cho quý vị và các bạn xem. Đây là một cái công đoạn sau khi đã gây bờ xong và có những đường dưỡng từ bên đỉnh nóc cho xuống bờ chảy. Thì cuối cùng nhất nó vẫn là cái hiệu quả mang lại. Thì các bạn có thể nhìn rõ một số các hiệu quả mang lại trên các cái mái ngói mà đơn vị Trọng Nhà Thờ đã từng làm. Thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ đơn vị Trọng Nhà Thờ và ấn nút chuông. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với video. Cảm ơn quý vị và các bạn một lần nữa. Xin cảm ơn.